Chúng tôi muốn thử. Wow, trông chúng thật tuyệt. Mau ăn đi. Não của anh, nó lạnh quá đi. Ôi không, đây, uống một ít trà đi. Cảm ơn Kasumi. Ngon quá đi. Các cậu biết không, các cậu hãy luôn xếp chồng lên nhau, nhìn thật là ngầu. Đúng, các cậu sẽ là nó sao? Tiếp theo. Được rồi các em, một miếng nhỏ thôi, thưởng thức nào. Nó chứa quá nhiều thịt. Sớp quá, món nào dở hơn? Bán thức ăn khủng khiếp như vậy mà mọi người lại thích hả? Thật xấu hổ. Đôi khi em không hiểu nổi thế giới này nữa. Anh đoán là một số người không thể phân biệt được món ăn ngon và... món ăn tuyệt vời. Ôi chúa ơi, Ice Bear biết chứ. Ôi em ơi, món này ngon hơn chiếc xe bán ramen taco đó. Đúng vậy. Đúng vậy các em. Được rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. Đầu tiên là Pudito Bittet Fajita. Tiếp theo, Pudito gà Jalapeno. Pudito cá bơn Paja. Vị bơ, thịt lợn wasabi, chả chay, thịt xông khói và trứng, thịt điên, rau mùi. Hoàn thành, hoàn thành. Uống. Nào nào nào. Hai đứa không ăn đúng không? Món gì tiếp theo nào? Một cây cho Mickey-chan và một cho Panda. Em có biết rằng gấu nâu như anh đây có thể đạt đến trọng lượng 400 pound trong khi đang chuẩn bị cho việc ngủ đông không? Thật ra thì em có biết rằng gấu nâu có thể di chuyển hàng trăm dặm để tìm đủ thức ăn để giữ mình trong suốt mùa đông không? Gấu nâu khá là tuyệt vời đúng không? Hả? À, việc đi săn tiếp tục. Được rồi, cùng xem mình đã làm tới đâu. Thẻ đó, và cậu sẽ có được câu trả lời. Trái cây chín rồi. Ôi chúa ơi, tất cả những thứ này là sao? Thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngủ đông. Ăn nhiều chắc chắn là một điều kiện cần thiết. Trông có vẻ tuyệt vời quá đi. Đều là những món tự tay làm, rất tuyệt vời. Còn chưa kể là rất ngon lành. Và không ai có thể bắt chúng ta dừng lại được. Bất kỳ ai mà ngăn cản thì chỉ vì họ ghen tị. Cái bento này ngon thiệt. Đúng vậy, rất hoàn hảo cho thời tiết như vậy.